và bạn học sinh tiếp theo đã sẵn sàng. Cùng cổ vũ cho bạn ấy thôi. Xin chào chương trình Thiếu Niên Nói. Mình là Nguyễn Vũ Đan Quỳnh, học sinh lớp 11D1, trường trung học phổ thông Gia Định. Mới vô thì mấy bạn cổ vũ em rất là nồng nhiệt nên em cảm thấy hơi hồi hộp chút. Nhưng mà sau khi nói được câu xin chào chương trình Thiếu Niên Nói thì em cảm thấy tự tin hơn để chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người. Đầu tiên mình có một câu hỏi dành cho mọi người. Mọi người định nghĩa như thế nào về hai chữ thủ khoa? Có thể trong mắt các bạn ở đây, thủ khoa phải là một người hoàn hảo, làm gì cũng giỏi. Hay thủ khoa đơn giản là một niềm kiêu hãnh khi bạn được đứng trên mọi người, được đứng trên đỉnh vinh quang, được tỏa sáng. Thực ra nó cũng không ghê gớm như vậy đâu. Kỳ tuyển sinh từ lớp 9 đến lớp 10 thì mình may mắn là thí sinh có điểm thi cao nhất thành phố. Thì từ khi vào Gia Định, mọi người hay gọi mình là thủ khoa. Thì hai từ thủ khoa mọi người dành cho mình, có thể đối với các bạn đồng trang lứa của mình, đó là lòng ngưỡng mộ dành cho một bạn cùng tuổi với mình nhưng mà bạn lại học rất là giỏi. Hay là trong mắt các bậc phụ huynh, mình là con nhà người ta trong truyền thuyết. Các bậc phụ huynh đem mình so sánh với tất cả các bạn đứng ở đây, muốn mình là một hình mẫu để các bạn phải noi theo mà học hỏi. Từ nhỏ thì em xem việc học như là một cái niềm yêu thích, một cái niềm đam mê của em. Em cảm thấy rất là thích khi mà được tìm hiểu những cái, khám phá những cái vấn đề mới trong cuộc sống. Mình rất là vui khi những nỗ lực của mình đã được mọi người nhìn thấy và công nhận. Nhưng mà khi mình nghe thấy hai tiếng thủ khoa, nó có một áp lực vô hình mà mình không thể giải bày với bất cứ ai. Mỗi khi đứng trước những kỳ thi lớn, mình không còn đam mê, đơn giản chỉ là nỗi sợ hãi. Lỡ như mình thất bại thì sao? Mình đã quá mệt mỏi với việc mọi người mong muốn mình phải được tỏa sáng, phải được đứng trên top đầu của trường, của lớp, mang về danh dự cho trường. Nhưng mà những kỳ vọng đó nhiều lúc mình làm không nổi. Mình cũng đơn giản như tất cả các bạn học sinh đứng ở đây. Mình cũng muốn được thoải mái học tập, thoải mái vui chơi. Khi bước đến một kỳ thi, xem đó như là một sân chơi để mình tự tin và tỏa sáng, chứ không phải là một áp lực nặng nề như thế này. Mình chỉ muốn nói với tất cả mọi người ở đây, em là Đan Quỳnh, học sinh lớp 11D1, trường trung học phổ thông Gia Định, chứ không phải là một thủ khoa nào hết. Và qua câu chuyện của mình ngày hôm nay thì mình có vài lời muốn gửi đến ba của mình. Thì từ lúc mà mình còn nhỏ tới bây giờ, ba là người gần gũi với mình, ba chăm sóc mình, đồng hành cùng mình trên tất cả những bước đường học tập. Đơn giản khi mình có những áp lực ở trường, mình về mình tâm sự cho ba nghe. Ba chỉ nói là chỉ cầu mong rằng con chịu khó con học là điều gì cũng thành công cả. Sợ những người không chịu học mới là không làm được gì cả. Nếu mà người ta thông minh, người ta học một ngày, còn nếu mình chậm thì mình có thể học được 3 ngày, 5 ngày rồi nó cũng vào đó. Không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Thì hôm nay con đứng trên bục dũng khí của chương trình Thiếu Niên Nói, con chỉ muốn nói là con đạt được những thành công này, con muốn gửi đến ba một lời cảm ơn sâu sắc và con tự hào về ba. Cái đó là những điều mà em giữ kín trong lòng ở lâu rồi mà em chưa có can đảm để nói, thì hôm nay có cơ hội nói ra thì em cảm thấy rất là thoải mái và em cảm thấy yêu thương ba mình nhiều hơn. Con gái ba, khi mà nói về việc học của con, ba rất vui. Nói đúng ra tự hào thì không, hãnh diện thì ba có. Là vì sao? Ba có một đứa con gái biết nghĩ về ba rất nhiều. Tương lai sau này ba chỉ cầu xin để ba có một cái sức khỏe để mà ba nhìn cái hành trình của con trưởng thành là điều ba mong muốn. À, cố gắng. Ba ơi, con yêu ba. Phần trình bày của em ở chương trình Dũng Khí ngày hôm nay thì đó là một cầu nối để cho em có thể bày tỏ tình yêu thương của mình với ba mẹ nhiều hơn. Thì em nghĩ sau chương trình này thì em sẽ không có tiếc những lời yêu thương dành cho ba mẹ của mình, sẽ dành những lời yêu thương cho ba mẹ của mình ngay khi mà có cơ hội được nói những điều đó. Tại vì em rất là yêu gia đình của mình.